Huyền thoại Chiến thần tập 71. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Giang Sách đột nhiên đổ chuông. Đó là Tần Uẩn. Tần Uẩn sao? Được lắm. Giang Sách, có phải là anh hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài hay không? Đinh Mộng Nghiên chống tay tức giận nói. Giang Sách lập tức hoảng sợ, cứng họng không biết nên giải thích như thế nào. Đinh Mộng Nghiên bật cười, ha ha, dáng vẻ của anh buồn cười thật đó. Lúc bấy giờ Giang Sách mới phản ứng lại được. Đinh Mộng Nghiên là đang cố tình đùa anh, vừa rồi thực sự khiến cho anh sợ hãi. Anh lắc đầu nhấc máy. Alo, Tần Uẩn, tìm tôi có việc gì không? Bây giờ anh có rảnh không? Qua phòng khám một chuyến đi. Có bệnh nhân sao? Không phải, là ông Lâm Gia Vinh, được anh chữa khỏi lần trước, tổng đại lý của Ferrari trong nước. Ông ta tiền tôi sao? Đúng, không phải lần trước khi ông ta rời đi, nói có cơ hội sẽ tặng cho anh một món quà quý giá hay sao? Ông ta lại không biết anh đang ở đâu, vì vậy đã mang quà đến chỗ tôi rồi. Giang Sách, anh mau tới ký nhận quà đi. Giang Sách nở nụ cười, cô nhận giúp tôi một chút là được rồi, hoặc là cứ cho cô luôn đi. Tần Uẩn nói ra, không, tôi không nhận nổi đâu, món quà này rất quý giá, anh mau chóng đến một chuyến đi. Nói xong cô ta cúp điện thoại luôn. Giang Sách khẽ cau mày, đã nhiều ngày trôi qua như vậy, món quà mà Lâm Gia Vinh đặc biệt tặng sẽ là gì đây? Sau khi rời khỏi bờ sông, Giang Sách bắt một chiếc taxi chạy đến cửa phòng khám nhỏ Đinh. Từ xa, anh đã nhìn thấy thứ gì đó được che phủ bởi một tấm vải đỏ. Vừa vào phòng khám, Lâm Gia Vinh đã vui tươi hớn hở đi tới. Thành y Giang, rốt cục anh cũng đến rồi, để tôi chờ lâu quá. Giang Sách mỉm cười, ông Lâm, ông có thứ gì không thể đặt trước ở chỗ Tân Uẩn mà nhất quyết phải đưa ngay tại chỗ cho tôi thế? Tân Uẩn khẽ lắc đầu, cái này không được đâu, không phải tùy tiện là có thể đặt được. Giang Sách bối rối, nhìn bọn họ nó có vẻ ghê gớm như vậy, cũng không biết cụ thể đã mang đến thứ tốt gì. Lâm Gia Vinh dẫn anh ra ngoài, chỉ vào tấm vải đỏ, mở ra Thành y Giang xem. Mấy người cấp dưới ngay lập tức bước tới và kéo tấm vải đỏ khổng lồ ra, để lộ ra một chiếc xe siêu xe màu đỏ rực, là siêu xe mui trần Ferrari. Cánh cửa có thể mở ra giống bươm bướm, hình dạng tổng thể là chữ S, nền siêu thấp với lớp sơn xịt cao cấp màu đỏ rực, hơi thở quý tộc đập thẳng vào mặt. Ngay cả những người không hiểu biết nhiều về ô tô nhìn thấy loại xe này cũng biết rằng nó rất xa xỉ, trên 100 vạn sao hay là trên 1.000 vạn đây. Kỳ thực trong nhà Giang Sách đã có một chiếc Ferrari, nếu thêm một chiếc nữa thì lúc về phải giải thích như thế nào với mọi người đây. Vả lại chiếc ở nhà là một chiếc Cooper, là lúc bình thường khá thoải mái. Chiếc này thì khác, nó là một chiếc siêu xe điểu đỉnh hình. Lái loại xe này khá là siêu phong cách nhưng không thích hợp để ở nhà. Lâm Gia Vinh nói ra, Thành Y Giang, chiếc xe này dựa trên theo chiếc Ferrari 458, sử dụng động cơ mới nhất, một chiếc siêu xe được thiết kế riêng cho cậu. Chiếc duy nhất trên thế giới, nó không thể đo đếm được bằng tiền, là một báu vật vô giá chân chính đó. Giang Sách ngượng ngùng nói, ông Lâm, cái này có thể là quý giá rồi hay không? Không quý, không quý chút nào. Thành Y Giang, cậu đã cứu mạng tôi, nếu tôi không bỏ ra chút gì đó thì chẳng phải là tính mạng của tôi vô giá trị sao? À, logic này đúng là không sai. Là một người đàn ông, đặc biệt là một người có tài lái siêu xe siêu hạng như Giang Sách, ai mà không thích siêu xe chứ? Thật ra từ lâu Giang Sách đã muốn mua một chiếc về cất trong nhà, nhưng sợ khi về đến nhà sẽ khó giải thích nên đành cố chịu mà không mua. Chỉ cần là con người thì sẽ có sở thích và điểm yếu. Cho dù Giang Sách vô dục vô cầu thì trong lòng anh vẫn có thứ mà mình thích. Xe, lại là xe thể thao, đó là thứ Giang Sách yêu thích. Thật ra thì Lâm Gia Vinh không biết chuyện này, cũng chỉ là làm đại mà thôi. Theo ông ta thấy, chỉ cần là đàn ông tặng siêu xe chắc chắn là đúng đắn. Trên thực tế, ông ta đã thành công. Giang Sách vươn tay vuốt ve thùng xe, yêu thích không buông tay, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng sáng ngời. Huyền thoại Chiến thần cũng là con người, nhìn thấy thứ mình thích cũng sẽ mê mẩn. Huống chi, chiếc xe này anh có lấy cũng không phỏng tay. Thành Y Giang, xin cầu hãy nhận lấy. Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Giang Sách vừa định ngồi vào ghế lái để kiểm tra khả năng vận hành của chiếc xe thì chợt nghe thấy một loạt tiếng gầm rú. Một chiếc Lamborghini màu đen sẫm phóng tới, đậu đối diện với Ferrari. Bụi mù bay lên bao phủ Lâm Gia Vinh, Giang Sách và những người khác bên trong, khiến Lâm Gia Vinh sặc khói không ngừng ho khan. Ngay cả chiếc xe mới của Giang Sách cũng bị phủ một lớp bụi. Ngay lập tức một chiếc xe mới trở thành một chiếc xe cũ. Lâm Gia Vinh chửi ầm lên, tên khốn nào thế, có biết lái xe không thế?
Lúc này cửa chiếc Lamborghini mở ra, một thanh niên bước ra, tựa vai vào cửa, nhà nhặt đói. Chó ngoan không tránh được, ai bảo ông đầu xe dưới lòng đường chứ? Đôi bên nhìn nhau đều ngây ngẩn cả người. Chàng trai trẻ lại tay đuôi F1 chuyên nghiệp Khương Chi Sơn. Ferrari đang dẫn đầu tuyệt đối ở F1, nhưng sau khi tuyển thủ vô địch gặp tai nạn xe hơi vào năm trước, đội đã rơi vào tình trạng thiếu kết nối. Điều này cũng tạo cơ hội cho các đội khác bắt kịp. Trong số đó, đội Lamborghini hơn các đội khác một vị trí và khoảng cách với Ferrari vốn đã là rất nhỏ. Cụ thể, Lamborghini đã chi mạnh tay để ký hợp đồng với một siêu tuyển thủ. Ở giải đua cá nhân, chức vô địch đã liên tiếp thuộc về đội Lamborghini. Ferrari càng ngày càng tệ. Lần này oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại có thể gặp được tuyển thủ F1 chính thức của đội Lamborghini ở một nơi như vậy. Lâm Gia Vinh khinh thường nói, người trẻ tuổi bớt kiêu ngạo đi, đừng tưởng lái xe hỏng là tuyệt. Và lúc này một giọng nói hơi hung ác phát ra từ trong chiếc xe Lamborghini. Tuy rằng xe của tôi hỏng nhưng tốt hơn xe của ông chứ. Một người đàn ông khác bước ra, đó là tổng đại lý Lamborghini tại Hoa Hạ, Trúc Phong. Lâm Gia Vinh và Trúc Phong đã đối chọi gay gắt trong nhiều trường hợp khác nhau. Mối quan hệ giữa hai người họ khá kém. Hôm nay thật tình cờ họ lại gặp nhau ở một nơi như vậy. Trúc Phong liếc nhìn chiếc xe mới của Dân Sắc, khinh thường nói, Ferrari, đồ rác rưởi lỗi thời, lái xe như vậy mà không sợ xấu hổ hay sao? Lâm Gia Vinh đáp lại, luôn tốt hơn Lamborghini và năm đứng thứ hai chứ nhỉ? Những người vây xem sững sờ, Ferrari và Lamborghini hả, có thể lái bất kỳ chiếc nào trong số chúng cũng là giấc mơ của cả cuộc đời, làm sao có thể là rác rưởi cho được chứ? Đây là bọn họ coi thường lẫn nhau mà thôi. Lúc này Giang Sách vươn tay lau bụi trên xe, giọng điệu không tốt nói ra, chuyện giữa hai người tôi không lo được, nhưng anh làm bẩn xe của tôi phải lo chuyện này. Trúc Phong phì cười, lo sao, anh lấy cái gì mà lo chứ, anh là cái rắm gì chứ? Giang Sách nhìn về phía Trúc Phong với ánh mắt sắc bén. Nhìn cái gì? Có nhìn nữa cũng không thay đổi được bản chất anh là cái đồ rác rưởi. Người rác rưởi, lái xe rác rưởi, tuyệt đối. Trúc Phong ngồi vào xe một lần nữa, vẫy tay với Khương Chí Sơn, chúng ta đi thôi. Vâng, Khương Chí Sơn lập tức lên xe nổ máy, chuẩn bị rời đi. Gia Sắc không nói hai lời, lập tức lên xe, nổ máy. Lâm Gia Vinh sửng sốt, thần y giang, cờ muốn làm gì? Gia Sắc vẫy tay với Lâm Gia Vinh, lên xe. Lâm Gia Vinh thoáng sững sờ bước lên xe, chỉ thấy Giang Sách đạp ga, xe trực tiếp đi theo chiếc Lamborghini trước mặt, thấy chừng muốn đuổi theo đòi một câu giải thích hay sao. Thần Y Giang, cậu muốn làm gì vậy? Ăn miếng, trả miếng, hả? Bọn họ làm gì với xe của tôi sẽ trả lại hết. Xe yêu, bị sỉ nhục, Giang Sách tuyệt đối sẽ không cho qua như vậy. Nhưng mà Thần Y Giang, đối phương là tay đua F1 chuyên nghiệp, còn lái siêu xe, làm sao cậu có thể đuổi kịp chứ? Tôi thấy chuyện này cho qua đi, sau này sẽ có cơ hội. Không đợi Lâm Gia Vinh nói xong, Gia Sắc đã tăng mã lực và nhanh chóng lao vút theo. Anh ta lái siêu xe, xe Gia Sắc không phải là siêu xe hay sao? Khả năng vận hành của xe không có nhiều khác biệt, thứ để so sánh chỉ là kỹ thuật. Tay đua F1 chuyên nghiệp thì sao chứ? Gia Sắc vẫn có tin tưởng chiến thắng anh ta. Xe đi được nửa đường, Khương Chí Sơn nhìn thấy Ferrari đuổi theo trong gương chiếu hậu, trong lòng không khỏi vui mừng. Ha, thật là một con chó điên, vậy mà lại còn dám đuổi theo, không biết tự lượng sức mình. Anh ta đạp mạnh chân ga, tốc độ tăng vọt đột ngột khiến Ferrari bị bỏ lại phía sau. Dù sao thì cũng là một tay đua F1 chuyên nghiệp, Khương Chí Sơn hoàn toàn khác với những tay đua mà Giang Sách gặp phải trước đây. Trên đoạn đường thẳng, Khương Chí Sơn về cơ bản không gặp bất cứ vấn đề gì, ngay cả khi vào cua cũng gần như hoàn hảo. Cùng với hiệu suất siêu khủng của Lamborghini, Khương Chí Sơn luôn ở vị trí dẫn đầu, hoàn toàn không có cách nào đuổi kịp. Trong chiếc xe phía sau, Lâm Gia Vinh lắc đầu lia lịa, thật y giang, hay là thôi đi nhé. Tuy rằng y thuật của cậu rất lợi hại, nhưng nói đến kỹ năng lái xe thì người ta là dân chuyên nghiệp lận đấy, bỏ đi ha. Một mặt Lâm Gia Vinh biết Giang Sách không so được với người ta, một mặt khác Lâm Gia Vinh càng sợ hơn Giang Sách giật quá mất khôn, gây ra hành động gì đó không có lý trí. Phải biết rằng bây giờ họ đang chạy quá tốc độ trên đường cao tốc, và bất kỳ chuyển động bất thường nào cũng sẽ dẫn đến một loạt kết quả khủng khiếp ở tốc độ cao như vậy. Xe hủy, người chết chỉ là chuyện trong nháy mắt. Vì vậy Lâm Gia Vinh vô cùng sợ hãi, hận không thể tiến lên giành lấy tay lái, ép buộc Giang Sách dừng lại. Nhưng rốt cục ông ta vẫn không làm như vậy. Nếu thật sự giành lấy tay lái, ước chừng chỉ trong phút chốc sẽ tiêu đời. Tình hình như vậy giằng co một hồi lâu, khoảng cách giữa hai xe hầu như không thay đổi. Khương Chi Sơn ở trong xe phía trước,
cũng có chút ngoài ý muốn. Thành thật mà nói, anh ta đã sử dụng rất nhiều kỹ năng đua xe F1. Nếu là một tài xế bình thường, không chừng đã sớm bị anh ta bỏ xa đến nỗi ngay cả đèn hậu cũng không nhìn thấy rồi. Nhưng mà Giang Sách lại vẫn có thể ôm chặt không buông. Điều này cho thấy kỹ năng lái xe của anh cũng không tồi. Hờ, thằng nhóc có chút bản lĩnh đó. Nhưng đừng lấy sở thích của anh khiêu chiến bát cơm của tôi. Anh vẫn chưa đủ tư cách so tài với tôi đâu. Vẻ mặt Khương Chi Sơn trở nên nghiêm túc, vận dụng nhiều kỹ năng hơn nữa, lại vào một cú vào cua, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, ngược lại chiếc Ferrari phía sau không có cơ hội bắt kịp. Hiệu suất xe của Ferrari và Lamborghini không có nhiều khác biệt nên hiệu suất trên đường thẳng chênh lệch không lớn, chỉ cần đạp ga là được. Để quyết định thắng bại thì phải so sánh xem kỹ năng vào cua của ai tốt hơn. Về mặt này, kỹ năng của Khương Chi Sơn lẽ ra sẽ thành thục hơn. Dù sao thì Giang Sách cũng là một tay nghiệp dư, lần nào cũng có vẻ chậm hơn chút. Khoảng cách cũng bị kéo giãn ngày càng lớn hơn. Khương Chi Sơn chế nhạo, rác rưởi, còn muốn so sánh với tôi sao? Anh mà xứng sao? Xe phía sau. Lâm Gia Vinh nhìn chiếc xe phía trước càng lúc càng xa, không khỏi thở dài, cho rằng Giang Sách hẳn là sẽ bỏ cuộc mới đúng. Dù sao thì sau bao nhiêu vòng, mỗi lần vào khúc cua Giang Sách đều không thể so sánh với người ta, vốn là không cần so tiếp nữa. Tuy nhiên, Giang Sách lại hơi nheo mắt lại, khẽ nói: "Ông Lâm, mời ngồi cho vững, khúc cua kế tiếp tôi muốn vượt qua." "Hả?" Lâm Gia Vinh trợn tròn hai mắt, đây là trò đùa gì vậy chứ? Vượt qua sao? Có thể đuổi kịp đã là không tệ, còn muốn vượt qua nữa sao? Chỉ thấy Giang Sách tăng ga, dẫm đến nút cán. Ferrari đã vọt như một bột tên lửa, quãng đường càng lúc càng ngắn lại. Khương Chi Sơn sững sờ một chút, nhóc con giỏi lắm, vẫn không chịu thua sao? Thôi bỏ đi, ở góc cua kế tiếp, trực tiếp dạy anh làm người. Anh ta nhanh chóng bẻ lái, sử dụng kỹ xảo vào cua vô cùng cao siêu, nhưng kết quả lần này hoàn toàn khác những lần trước. Chỉ thấy Giang Sách cũng nhanh chóng quay tay lái, vả lại tốc độ không giảm một chút nào. Khương Chi Sơn sững sờ, cái thằng này điên rồi sao, muốn làm gì chứ? Vào cua với tốc độ nhanh như vậy, lực ly tâm rất lớn, xe sẽ bay ra ngoài đấy. Lâm Gia Vinh thì càng sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Giang Sách này thật sự điên rồi, lấy tốc độ cao như thế vào cua thì có khác gì tự sát đâu chứ. A! À! Lâm Gia Vinh, một người đàn ông cao to, sợ hãi đến mức hét lên tiếng gào thét bén nhọn như đàn bà, thống khổ không chịu nổi. Tuy nhiên, Giang Sách vẫn bình tĩnh, chỉ thấy bánh xe quanh khóa chặt, chiếc xe ma sát mãnh liệt với mặt đất phát ra tiếng két. Bánh xe chỉ để lại những vết xước sâu trên mặt đất, rít vào cua. Rít vào cua bình thường kỳ thực không khó, nhưng để rít vào cua dưới tình huống tốc độ cao như thế thì không đòi hỏi chỉ đòi hỏi kỹ năng mà còn đòi hỏi đủ dũng khí. Khương Chi Sơn đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười ha ha chế giễu. Kỹ năng lái xe của tên nhóc này không tệ, nhưng chỉ có vậy mà thôi. Rít vào cua làm khá tốt, vấn đề là tốc độ xe quá nhanh. Vào tốc độ nhanh như vậy, xe hoàn toàn không thể vào cua thuận lợi, lực hướng tâm cũng không đủ, xe nhất định sẽ bay. Chiếc xe của Giang Sách vào cua với tốc độ cao, tức khắc đập vào bên sườn của chiếc xe Lamborghini. Sau đó một cảnh tượng còn vô lý và kỳ quái hơn đã xảy ra. Xe của Giang Sách thực sự không có đủ lực hướng tâm, và quả thực nó đã xảy ra tình huống bay ra ngoài. Nhưng mà Giang Sách vô cùng thông minh khi để Ferrari song song với Lamborghini. Kết quả là Ferrari không đụng về phía vách núi mà đụng vào trên thân Lamborghini. Sự va chạm giữa xe và xe, sự tiếp xúc giữa linh hồn và linh hồn. Bang! Ferrari đột nhiên lao thẳng vào Lamborghini. Lực tương tác lẫn nhau, va chạm giữa các xe đã sinh ra một lực lan truyền sang hai bên. Lực này giúp Ferrari chống lại lực ly tâm, bổ sung lực hướng tâm còn thiếu, đưa Ferrari trở lại trạng thái cân bằng một lần nữa. Còn Lamborghini thì không có may mắn như vậy. Chiếc xe trượt thẳng ra ngoài, cú va chạm bạch tông trực diện vào ngọn núi bên hông. Khương Chi Sơn hoàn toàn sững sờ. Này, anh ta quay tay lái một cách điên cuồng, nhưng đã quá muộn. Tai nạn xe cộ đều xảy ra chỉ trong tích tắc, làm sao có thời gian để bạn ứng phó đây? Với một tiếng nổ lớn, chiếc Lamborghini đã đâm trực diện vào núi. Túi khí bung ra, quấn lấy hai người ngồi trong xe, đảm bảo tính mạng cho họ. Lần đua xe này, Giang Sách toàn thắng. Trên Ferrari, Lâm Gia Vinh sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Tôi là ai chứ? Tôi đang ở đâu chứ? Tôi phải làm gì đây? Lâm Gia Vinh đặt ra ba câu hỏi lớn trong đời người của mình, thật lâu mới khôi phục lại từ bên trong nỗi kinh hoàng.
ông ta quay đầu nhìn lại, nhìn chiếc Lamborghini bị đâm cháy thông qua cửa kính xe phía sau. Đến bây giờ vẫn không thể tin đó là sự thật. Vào cua với tốc độ cao, rít vào cua, va quẹt, mọi thứ diễn ra trước đó giống như tình tiết trong phim điện ảnh. Lâm Diệp Bình nuốt tiếp bọt, nhìn danh sách bên cạnh với vẻ run sợ. Thần Y Giang không nhìn ra kỹ năng lái xe của cậu cũng mạnh như vậy. Ông ta thở hổn hển mấy hơi rồi lại hỏi, nhưng thực ra cậu đã sớm có thể vượt qua ở góc cua rồi, tại sao phải theo sau suốt như vậy chứ, đợi đến khúc cua trước rồi mới chuẩn bị vượt sau. Danh sách thản nhiên nói, bởi vì những khúc cua trước đây đều nằm ở rìa của một vách đá, nếu tôi vượt như vậy thì họ sẽ không còn mạng nữa. Lâm Gia Vinh chấn động, quả nhiên ông ta đã đoán đúng. Kỳ thực ngay từ đầu danh sách hoàn toàn có thực lực xử lý Khương Chi Sơn, chỉ là anh không muốn gây ra tai nạn chết người, cho nên vẫn luôn chờ đợi khi bên góc cua là vách núi anh mới tiến hành vượt xe. Điều này không chỉ kéo vãn tôn nghiêm mà còn đảm bảo rằng Khương Chi Sơn sẽ không chết. Người đàn ông này vẫn có thể duy trì lý trí trong lúc phẫn nộ, đúng là đáng sợ. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Gia Vinh cảm thấy ngạc nhiên nhất là vẫn là kỹ năng lái xe của danh sách. Một bác sĩ sao lại có được kỹ năng lái xe tuyệt diệu như vậy chứ? Phải biết rằng người mà anh vừa mới thắng là tay đua F1 chuyên nghiệp, là một đối thủ đáng gờm mà một người bình thường sẽ không bao giờ có thể đánh bại được trong đời. Nhưng danh sách đã chiến thắng, lại còn thắng một cách dứt khoát như vậy. Khương Chi Sơn làm bẩn xe của anh ăn miếng trả miếng, trực tiếp phá hủy chiếc xe của Khương Chi Sơn. Cá tính mạnh mẽ, năng lực xuất sắc. Bây giờ Lâm Gia Vinh mới nhìn sang danh sách với cặp mắt khác ngày xưa. Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt không chỉ đơn thuần là một bác sĩ. Nhìn một lát, Lâm Gia Vinh ho khan một tiếng. Thần Y Giang, tôi thấy kỹ năng lái xe của cậu rất tốt, có thể đồng ý một yêu cầu nho nhỏ của tôi được hay không? Ông Lâm xin mời nói. Thần Y Giang, có lẽ cậu cũng biết chủ tướng Ferrari F1 của chúng tôi đã bị thương nặng cách đây vài năm, không thể thi đấu được nữa. Bây giờ đội xe rất cần một linh hồn để dẫn dắt mọi người thoát khỏi vũng lầy. Lâm Gia Vinh kiên định nhìn danh sách, tôi cảm thấy cậu có thể. Danh sách có chút bất ngờ, yêu cầu này thì anh chưa từng nghĩ tới. Trở thành một tay đua chuyên nghiệp sao? Chuyện này anh hơi ngập ngừng nói ra. Ông Lâm, mặc dù tôi cũng rất thích đua xe, nhưng tôi còn rất nhiều việc phải làm, chẳng hạn như nghiên cứu sâu về y thuật, e là không thể coi đua xe trở thành nghề nghiệp rồi. Không thành vấn đề, Lâm Gia Vinh nói ra, cậu chỉ cần ký hợp đồng tạm thời với đội là được, có thể đến và rời đi bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tôi sẽ trả lương cho cậu theo hợp đồng dài hạn, cậu tức là làm nhân viên tạm thời và hưởng lương của nhân viên chính thức. Nếu đổi lại là bất cứ ai cũng đồng ý chứ nhỉ? Gia sách không vội vàng trả lời, ngược lại tò mò hỏi, ông Lâm, sao ông lại nóng lòng muốn tôi vào đoàn xe như vậy? Lâm Gia Vinh thở dài, nói thật với cậu, không đầy một tháng nữa sẽ diễn ra giải đua xe địa hình ở trong nước. Tuy không phải là giải đua F1 chính thức, nhưng các đội F1 lớn sẽ cử những tay đua mạnh nhất của họ tham gia. Ai có thể giành chiến thắng trong cuộc đua này có thể nhận được khoản phí tài trợ rất lớn. Quan trọng hơn, có thể có nhiều tiếng nói hơn trong F1. Đội Ferrari của chúng tôi hiện đang thiếu những tuyển thủ nằm cốt. Ban đầu tình hình đã không ổn. Nếu chúng tôi lại mất quyền phát ngôn nữa, về sau e rằng sẽ rơi xuống đội hạng 2. Đây là điều tôi không thể chấp nhận được. Hóa ra, Lâm Gia Vinh muốn danh sách có thể giúp ông ta giành chiến thắng trong cuộc đua xe địa hình. Và đây cũng là điều mà danh sách am hiểu. Nếu thực sự tham gia lái xe F1, danh sách đều không quen thuộc với các mô hình và địa điểm. Nhưng đua xe địa hình là môn am hiểu nhất của danh sách. Anh mỉm cười và gật đầu đồng ý. Ông Lâm, ông tặng tôi một chiếc siêu xe sang trọng như vậy, chút việc nhỏ đó, tôi ắt sẽ giúp. Lâm Gia Vinh nở nụ cười rạng rỡ. Có thể có được sự giúp đỡ của danh sách, cuộc đua xe địa hình có thể sẽ ăn chắc. Sau đó danh sách lái xe dưới sự hướng dẫn của Lâm Gia Vinh đến trại tập trung của đội Ferrari. Tại đây, danh sách gặp được tất cả các thành viên F1 chính thức của Ferrari. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi tay lái ở đây đều là những cao thủ đẳng cấp nhất, và kỹ năng lái xe là thứ mà mọi người bình thường còn lâu mới có thể so sánh được. Lâm Gia Vinh giới thiệu, nào, để tôi giới thiệu với mọi người một chút. Cậu danh sách này chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Ngoài ra, cậu ấy cũng là một tay đua xe rất cừ. Tôi quyết định ký hợp đồng với cậu Giang để cậu ấy trở thành một phần của đội xe Hỏa Nha. Mọi người đều sững sờ, vẻ mặt của họ đều rất kỳ lạ. Đầu tiên là nghi ngờ, sau đó là tức giận. Đội trưởng đội xe Dương Tuấn Thiên nói ra, ông Lâm, ông đang đùa với chúng tôi sao? Để bác sĩ làm tay đua sao? Đúng, y thuật của anh ta rất lợi hại, có thể chữa khỏi cho ông Lâm.
tôi cũng bội phục sâu sắc. Nhưng như người ta nói, khác nghề như cắt núi, suy cho cùng thì danh sách cũng chỉ là một bác sĩ. Ông để anh ta gia nhập đội xe. Đây không phải là sự sỉ nhục đối với chúng tôi, là những tay đua chuyên nghiệp đã tập luyện chăm chỉ mỗi ngày hay sao? Lâm Gia Vinh cau mày. Tuấn Thiên, cậu cũng đừng coi thường danh sách. Trên đường tới đây, cậu ấy đã đánh bại Khương Chi Sơn của đội Lamborghini. Dương Tuấn Thiên cười khẩy. Khương Chi Sơn sao? Đúng, anh ta là một tay đua chuyên nghiệp, nhưng chỉ là một nhân vật nhỏ, không phải là chính quy. Kỹ năng của anh ta còn kém Dương Tuấn Thiên không biết bao nhiêu hạng. Đánh bại một nhân vật nhỏ bé như vậy có ích gì chứ? Lúc này điện thoại di động của Lâm Gia Vinh vang lên. Sau khi nhấc máy mới biết được có một cuộc họp quan trọng đang chờ ông ta tham dự. Lâm Gia Vinh cấp điện thoại và nói với Dương Tuấn Thiên: tôi có việc gấp phải đi trước. Tuấn Thiên, cậu giúp tôi để ý cậu danh sách một chút. Sau này cậu ấy chính là một phần tử của đội xe. Cậu cần phải đối xử với người ta cho tốt. Có nghe thấy hay không? Dương Tuấn Thiên khinh thường xoay mặt đi. Bảo anh ta đối xử tốt với danh sách sao? Nếu thân phận của danh sách là bác sĩ thì có thể, nhưng thân phận hiện tại của danh sách là tay lái thì không được. Lâm Gia Vinh giải thích thêm vài lời với danh sách, sau đó rời khỏi hiện trường. Đợi cho Lâm Gia Vinh rời đi, bầu không khí tại hiện trường có chút kỳ quái. Mỗi một tay đua đều nhìn danh sách với ánh mắt khinh bỉ. Một bác sĩ dựa vào đâu mà gia nhập đội xe làm tay lái chứ? Đây quả thực là sự khinh bỉ cho những tay đua khác. Khuyết thiếu tay lái nằm cốt là có thể làm sằng làm bậy như thế hay sao? Ông Lâm thật là bệnh gấp nên bốc thuốc tùm lum. Mặt hàng gì cũng dám dẫn vào đội xe. Đừng nói nữa, người so sánh với người thì có thể tức chết người. Người ta ký hợp đồng tạm thời, lại nhận lương chính thức, số tiền không chỉ gấp đôi của chúng ta. Mẹ kiếp, đúng là không có thiên lý mà. Vốn dĩ mọi người đều rất phản cảm với danh sách. Sau khi biết được bản hợp đồng tiền lương của anh thì họ lại càng thêm không vui. Dương Tuấn Thiên siết chặt nắm tay, bước đến trước mặt danh sách. Anh ta nhìn lướt qua chiếc xe mới của danh sách, trong lòng lại càng thấy cảm thấy không thoải mái. Anh ta biết đó là chiếc siêu xe mới do Lâm Gia Vinh cố ý chế tạo gấp gáp ra. Ngay cả anh ta còn không có tư cách lái, vậy mà nó lại được đưa cho danh sách một cách dễ dàng như vậy. Dương Tuấn Thiên rất khó chịu. Anh ta hạ giọng nói ra: danh sách, tôi không quan tâm mối quan hệ của anh và ông Lâm tốt như thế nào. Tôi là đội trưởng, anh đã gia nhập đội xe thì phải nghe lời tôi. Danh sách nói ra: vậy anh muốn tôi làm gì? Dương Tuấn Thiên quay đầu nhìn chiếc Ferrari màu đỏ rực, rất không vui nói ra: việc đầu tiên tôi muốn anh làm là từ nay về sau đừng bao giờ lái chiếc xe này nữa. Với yêu cầu vô lý như thế này, danh sách không hề tức giận mà chỉ đơn giản thốt ra hai chữ: nguyên nhân. Dương Tuấn Thiên cười khẩy hai tiếng: tay đua chuyên nghiệp như chúng tôi so kỹ thuật chứ không so tính năng của xe. Nếu như anh chỉ chạy xe tốt mãi thì sẽ nuôi bệnh ý lại vào tính năng xe, sau này không sửa được đâu. Vậy nên tôi mới muốn anh bắt đầu từ cái nền tảng nhất, hiểu chưa? Tuy nghe rất giả dối nhưng không thể phủ nhận rằng nó cũng rất có lý. Với những chuyện có lý lẽ, danh sách không bao giờ phản đối. Thế tôi lái xe gì thì được. Dương Tuấn Thiên trầm ngâm chốc lát rồi cười xảo trá, đưa tay chỉ về phía chiếc xe đua màu xám đen ở ngoài rìa. Không phải anh thích lái Ferrari 458 sao? Trước đó may thay chính là loại đó, sau này anh cứ lái nó đi. Mọi người xung quanh đều cười phá lên. Ferrari 458 là sản phẩm của mấy năm trước rồi, tính năng tương đối lạc hậu, động cơ càng không so được với xe đời mới nhất. Giống như chiếc mà Lâm Gia Vinh cho danh sách này, thật ra chỉ lấy thân xe của Ferrari 458 làm nền. Toàn bộ linh kiện đều là mới hết, vậy nên tốc độ cực kỳ nhanh. Còn chiếc xe cũ kia, tốc độ không thể bị được. Động lực hệ thống không biết thua bao nhiêu lần so với xe đời mới. Thật ra, đó là xe cũ của Dương Tuấn Thiên, đã lâu không lái, để đó phủ bụi cũng sắp được một năm. Giá khách không oán thán câu nào, giơ tay ra muốn lấy chìa khóa xe, bước đến trước chiếc 458, đưa tay phủi bụi rồi gật đầu nói: xe này ổn phết. Ổn á? Dương Tuấn Thiên suýt chút nữa thì buồn cười mà chết. Chiếc xe quen này mà còn ổn sao? Xem ra tên danh sách này đúng là chưa ra đời bao giờ. Anh thấy nó ổn thì nó sẽ ổn thôi. Đúng rồi, xe sắp hết xăng rồi, anh đi đổ thêm đi. Ngoài ra tối nay chúng ta phải tập trung huấn luyện, anh đi mua một tí đồ ăn tối về cho chúng tôi, nghe chưa? Dương Tuấn Thiên bỏ ra ngoài tai mọi lời dặn dò của Lâm Gia Vinh, hoàn toàn không chăm sóc gì cho danh sách. Không những không giúp đỡ mà thậm chí còn sai vặt danh sách như một thằng nhãi ranh, không hề tôn trọng danh sách một chút nào. Tôi biết rồi. Danh sách ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, lái xe rời đi.
Giờ Tô Thiên và những người khác đồng thời giơ ngón tay giữa lên từ đằng sau. Đồ rác rưởi, còn dám ăn nhờ ở đậu chỗ tao sao? Chưa tới 3 ngày, ông đây sẽ đá đít mày. Trời dần tối, Gia Sắc lái xe dạo một vòng thích ứng với tính năng xe trước. Thật ra ngoài việc động cơ hơi yếu thì những chỗ khác vẫn còn tốt, cho dù có tệ mấy thì vẫn là Ferrari. Mua cơm xong thì anh đến trạm xăng đổ đầy bình. Đang tính lái xe đi, phía sau có một chiếc sedan màu bạc trắng chạy đến. Người lái là một cô gái tầm cỡ 25 tuổi. Cô gái có mái tóc đen dài suôn mượt, áo sơ mi phẳng phiu sạch sẽ. Dưới mắt trái cô ta có một nốt ruồi nhỏ. Cô gái này chính là con gái lớn của Lâm Gia Vân, cũng là quản lý của đội xe Hỏa Nhan, Lâm Mộng Vân.